nhỏ dưới kia ơi, hãy trả lời cho ta biết nào. Gương ơi, gương ơi, ta có phải là người đẹp nhất trần gian này hay không? Mày cười lớn nhất á, mày cười dữ nhất luôn á con. Cười không? Trời, nó cười mà tao quê luôn á thiệt á. Nó cười nãy giờ chưa dứt luôn á trời à. Gán phụ một cái dài, dài một phù thủy phải khen đẹp mới được. Gán đi. Wow. Gương kia ngự ở trên bàn. Thế gian ai đẹp được dường như ta, ta có đẹp không? À, ngu ghê, hỏi một lần được rồi, hỏi hai ba lần. Hay lắm, xuất sắc lắm. Các người hùa vào ăn hiếp một mình ta. Các người ăn hiếp ta thì được rồi, ta sẽ ăn hiếp lại đứa khác. Con Bạch Tuyết đâu rồi? Con Bạch Tuyết đâu rồi? Nó là đẹp nhất cái xứ này. Ta phải đè, ta phải sát hại nó. Bạch Tuyết! Tuyết dạ, con nè. Trời, con Bạch Tuyết đẹp hướng hương rồi, tao tức nó ghê. Tuyết ơi con. Dạ thưa mẹ gọi con. Cái gì vậy má? Ủa sao cái hồi nãy là một giọng mà ra đây là một giọng vậy mày? Hồi nãy mày nói chuyện nhẹ nhàng lắm. Vô trong lại đàng hoàng coi. Ủa cái cấu hình gì nó lạ lắm đó mọi người. Đúng không hồi nãy nghe. Tuyết à. Dạ. Đó nhẹ nhàng vậy mới là con Tuyết nè. Con nó nãy lộn người thôi chú gì. Má nữa hả má? Dạ thưa má gọi con. Cái gì vậy mẹ? Nãy ở trong là cái giọng khác vậy. Mày vô lại. Tuyết. Dạ. Ủa sao nó hai cái cấu hình lận á nha. Ở trong thì một giọng khác, bước ra đây mày giọng khác vậy. Ủa? Bà Tuyết, mày ăn trúng cái gì mà cái mặt mày khằn dữ vậy con? Má biết không? Mày lên đây coi. Một năm mấy nay con mất ngủ. Mất ngủ? Ngủ không được. Trời ơi, quên ăn ngày quên ngủ hả? Dạ. Thôi nè, bây giờ nè, mẹ không có gì hết, mẹ tặng cho con quả táo này. Ăn đi con. Ăn cái táo này đẹp vô trường sinh bất tử luôn đó con. Thiệt không mẹ? Ê mà mẹ hỏi nè, nhìn mặt này rồi cận cận tao nhìn thấy nhiều lỗ chân chim của tao hỏi nè. Mày năm nay bao nhiêu tuổi? 16. Dạ, hết năm nay con mới được 16. Má ơi, nhìn 16 mà như 61 vậy má. Nhìn má khăn lắm luôn á. Đâu có đâu, tại má nhìn vậy đó. Má so trong gương thần coi ai đẹp hơn ai. Bước lên đây. Gương kia ngự ở trên tường. Tôi thách mấy người bây giờ dám nói nè. Nói nha bà cô bác. Gương nói kia thật sự nha. Ngự ở trên tường. Ta và con Tiết, con nào đẹp hơn? Nói lại bà cô bác. Ai bà cô bác? Má nghe rõ chưa? Không, bình thường là không có nhục đâu nha. Tự nhiên đem so sánh cái má này nhục ngang nha. Tự nhiên nhục ngang luôn á. Trời. Bà cô. Dạ. Trời ơi, Tiết ơi nhìn con. Thôi nè, con ăn trái táo này giùm mẹ nha. Ăn đi con. Mẹ hái ở trong vườn đó. Trong vườn bảy chút lùng trồng đó con. Ăn đi. Ăn đi con, ăn đi. Ấy ăn từ thì mày ăn mày. Má nó xỉu cũng xấu. Trời má ơi, nó còn nhả ra. Nó đã xỉu rồi nó còn nhả ra nữa má. Trời ơi, bà Tuyết, cuối cùng ngươi cũng đã trúng độc. Ta sẽ nguyền rủa nhà ngươi. Umbala siga. Ai thiên linh đi ở lên lên ăn sẽ la phương trinh mấy lên hoài lên tài lên ta trù cho con Bạch Tuyết. Nó mới trúng độc thôi, nó chưa có chết má ơi. Ta trù cho con Bạch Tuyết cắn vào quả tá độc này, chỉ có nụ hôn của hoàng tử mới cứu sống được nhà ngươi, còn không suốt đời ngươi
ngươi sẽ chết ở đây, nằm ở đây vĩnh viễn. Tuyết ơi, Lục tới nè, Tuyết ơi. Trời ơi, Tuyết ơi. Tuyết ơi, Lục tới. Tuyết đâu rồi, Tuyết ơi. Tuyết ơi, Lục tới. Tuyết ơi, Tuyết ơi. Tuyết ơi, Lục nè, Tuyết ơi. Tuyết bớt rồi, Tuyết bớt rồi. Ủa, Tuyết đâu rồi? Tuyết ơi, Angela Phương Tuyết ơi. Tuyết. Trời ơi, má này, tự nhiên ra đồng ngủ vậy bà cố. Tự nhiên là trời ơi. Vậy đi má ơi, ta kiếm nãy giờ bà cuốn này tự nhiên ra đây ngủ vậy trời. Trời ơi, trời ơi. Ngủ mày nhả tùm lum chân. Bà Tuyết này dơ hư nè. Chơi gì bà kỳ, tự nhiên cái này đầu ngủ. Ở nhà không ngủ, má này ra đây ngủ vậy trời. Giỡn hoài vậy má. Dậy đây. Dậy đây nè. Tiếc vậy nè Tiếc. Tiếc. Tiếc rồi. Tiếc. Từ từ để tôi. Đâu gì đâu, bình thường mà. Bà nội hết hồn má. Trời ơi, dậy đi bà cố ơi, giỡn hoài, chị em giỡn không có vui nha. Ê. Cái gì vậy? Gì vậy? Đâu có gì đâu. Bà cố này giỡn hoài. Này chị em mà. Thôi giỡn hoài. Thôi, để giật tóc mai đi, giật tóc mai, giỡn giỡn hay giỡn giỡn vui lắm má. Trời ơi. Bữa nay giỡn kỳ nha. Để tôi. Tuyết. Trời ơi, cũng vậy luôn. Trời ơi, bây giờ không có vậy rồi. Tuyết. À! Thôi, hết nhân tạo mà không vậy luôn. Tuyết ơi. Tuyết ơi, lùng tôi. Tuyết ơi, vậy đi Tuyết. Xấu quá. Xấu quá. Tuyết không có vậy đâu. Trời ơi, bà ca dẻ quá vậy. Trời Phật ơi là trời. Trong kịch bản đâu có nói cái này đâu mà thôi tiện bà đi vậy. Gì kỳ ôi, bây giờ làm sao cho bà vậy nè. Nói nghe nè. Thường thường á, bà Tiết mà xỉu như vậy á là chỉ có hoàng tử thôi ha. Mà bây giờ á hả, mà mình làm cũng không được. Mà bây giờ biết sao giờ ta? Hoàng tử đâu? Đi tìm hoàng tử đi. Bây giờ bà không vậy hả? Chắc bà chết rồi đó. Ai vậy? Tuyết ơi, nay Tuyết chết rồi, không về đâu nữa Tuyết ơi. Đến ngày vô năm, em nhìn lên vì anh, thấy mặt Tuyết chậm dầm. Còn đêm nay sáng ngày mai thiêu, Tuyết có linh thiêng Tuyết về đây, kéo bảy chú lùng mình đòi chiếc. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, đâu tới trùng mình chết. Tuyệt ơi, đây ba nén nhạc này, em khấn giai hồn Tuyệt ơi, hồn linh thiêng tiến đồ cho gia đình. Nếu có linh tiến chứng cho gia đình có tiền, đồ cho gia đình được trên thuận dưới hòa. Còn đêm nay sáng ngày mai vô, Tuyết có linh thiêng Tuyết về đây kéo nguyên đoàn mình. Rồi xong. Mày chạy đi đâu nữa? Mày chạy đi đâu? Đừng có đánh chị, lát chị chia cho 50 nè. Ngu quá à, đừng có đánh chị, buông chị ra đi, buông chị ra. Đứa 50. Đây ơi. Ma. Ôi ma, sợ ma quá à. Ma bà cô nội mày chứ ma. Tao là người đẹp nhất ở chỗ này đó. Mày không tin mày hỏi khán giả đi. Dạ mấy chị ơi, bên kia có đẹp không mấy chị? Ê bà mong cất rái chưa? Có đẹp một cái tam tai với mấy người hả? Bây giờ càng hỏi càng quê đó. Tôi nói rồi, con Tuyết sẽ không bao giờ tỉnh lại cho đến khi tìm được một người đàn ông nào là hoàng tử ở đây hôn vào người con Bạch Tuyết. Con Bạch Tuyết nó sẽ tỉnh lại. Biết tại sao nó trúng độc không? Tại sao? Tại nó ăn trái táo độc. Trời ơi ơi, tay trái táo đó có thuốc trừ sâu. Má này ham ăn hốt uống nè má. Biết thấy táo còn ăn, ham ăn hốt uống. Rồi bây giờ, nhưng mà bây giờ sao cứu được đây? Một trong bốn đứa bay, đứa nào là đứa đã xài thuốc trừ sâu? Đứa nào
Tụi bay đứa nào? Con đầu xanh xanh là nó xài. Đúng rồi. Mày cũng xanh luôn nè. Ủa đâu? Ủa? Bà xài. Ủa? Bà. Chính bà. Chính bà. Sao bà độc ác vậy? Mày dám tán tao? Mày tán tao một cái thì tao sẽ trả thù mày một cái. Trời ơi, bà tán tôi một cái tôi sẽ trả thù lại hai cái. Tao sợ tán, tao mày tán hai cái thiệt quá. Tán lợi tao canh. Tôi sẽ tán vào lời hai cái. Ơi, ai ba cái. Mày tán tao ba cái rõ ràng. An Giang nha, mày tán ba cái nha. Không, làm lại, đếm lại kỹ lưỡng hơn nè. Rồi. Làm lại, 2, 3. 4 cái. 4 cái. Là mày. Mày. Là mày. Tại sao như là mày? Mày bây giờ mày muốn định ly gián người ta đúng không? Ta sẽ tán mày một cái, khốn nạn. Trời ơi, tao tán hàng đợt luôn. Trời ơi, tao làm được hết á. Nè, giờ bây giờ quan trọng cứu người nè. Khoan, tao dựng ra cái vở kịch này con tiếc vậy, mày vậy. Ủa? Mày vậy á? Má, vậy. Ủa? Vậy luôn hả, vậy ngang xương. Ủa? Vậy. Con khốn tuyết này, cái táo này có độc đâu, nó diễn cái tao nãy giờ qua đây con. Trời ơi. Mẹ thương con quá à. Con mà cứ chơi với bốn đứa bạn xấu này, tối ngày bốn đứa nông dân xấu xa này nè, tối ngày nó xài thuốc trừ sâu mà độc hại kiểu này là chết con rồi, con ăn cho con chết không đó. Không được. Bốn anh này thương con lắm á. Thương dữ không? Thương dữ mà đưa tới táo độc cho mày ăn. Có chồng này là mẹ chồng á. Bốn anh đó đâu có chồng đâu. Mẹ nói mẹ tức ghê. Bốn đứa này là bốn đứa đã trồng ra trái táo độc mà trái táo này lại có thuốc trừ sâu. Bốn nó xài thuốc trừ sâu. Trâu ăn còn chết nó chỉ là người. Trời ơi. Du quan giá họa. Bà tiếc là bà xa ra. Bà xa ra. Tôi nói bà bây giờ nghe lý do nè. Mấy anh ơi. Mấy anh có chồng mấy cái này không? Không có. Bà Tiết ơi, bà Tiết nhìn thử đi. Giữa màu sắc bên đây, màu sắc bên kia thì ai phản diện hơn ai? Không mấy bà Tiết dễ hơn nè. Hỏi khán giả bên dưới coi khán giả tin ai? Khán giả ơi, cho bà Tiết hỏi nha. Bà mẹ bà Tiết có á không vậy? Bà thấy chưa? Không, tao nghĩ là cái này là thù giặc nè. Thù hằn ở trong con người sẵn. Hổ cái gì liên quan cái tao là trả lời nè. Không? Chứ trả lời xấu hả? Tôi nói bà nghe. Cái đầu á, người ta để thờ cha thờ mẹ. Còn cái đầu bà để gắm sừng là tôi nghi nghi từ đầu rồi má ơi. Tôi nói thiệt. Trời ơi. Là tao trồng cho táo độc này được chưa? Ba là người trồng táo thì tôi mời bà sơ trái táo này. Rồi bà theo ông bà luôn. Kính thưa quý vị, đây là quả táo đã độc. Mọi người đừng ăn táo độc nha. Hãy liên hệ với Việt Ráp. Những loại trái cây tươi ngon của Việt Ráp hân hạnh tài trợ chương trình này. Trời ơi, hay quá.